Hôm đầu tiên là ấn phím mềm nhé, ấn menu rồi. Ấn Flow Path Blue Maintain. Chờ tầm 10 giây để nó đẩy đi. Đó, sau khi nó hiện như này thì mình tiến hành mới thực hiện. Đó. Đây là cái bộ dây bơm. Bộ dây bơm này có tuổi thọ tầm 3 tháng. Tùy theo mức độ chạy, càng nhiều thì càng nhanh. Thì mình đầu tiên mình tháo, nhìn các khớp nối mình kéo ra. Nhớ đeo găng tay. Cái này mình kéo. Cầm này. Đúng rồi, RW rồi. Rồi RW. Thì do mình thì demo luôn, bây giờ mình lấy cái này mình lắp lại nhá. Nếu mà quên thì cứ nhìn cái hình này. Đây có hình hướng dẫn. Đúng hình này. Mình lắp thì đầu tiên mình lắp cái này. RW. Mình kéo này. Cầm này, kéo luôn. Nhớ anh em quá. Đây. Mình chỉnh lại rồi một chút cho nó thẳng. Rồi. Giờ thì kết nối thôi. Nhìn cái dây này, dây R không? R. Dây này sẽ nối với cái R ở dưới. Ấn kịch bản. W này. Sẽ lối như này, đây là W. Đây là dây R. Đây là R. Nó có khoảng này. Cần kẹp nó ra. Ấn kịch vào khóa. Kéo xuống một chút. Đây là đây đã pin, có đoạn này mà cần kẹp à, pin van, kẹp hết cỡ, rồi, như thế là xong. Clip xong là được không? Thôi cắt đi.